Đầu tháng 7 năm 2014, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư dự án đã thông xe tuyến Chính Chánh – thành phố Rạch Giá. Nhưng riêng tuyến đường nối tuyến Chánh – Rạch Giá với đường Ngô Quyền, dù đã cơ bản hoàn thành, vẫn chưa thể thông xe do vướng dốc cầu Lạc Hồng. Ông Nguyễn Đình Viễn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cửu Long giải thích do trước đây tỉnh Kiên Giang đề nghị và chấp thuận độ cao tĩnh không thông thuyền 1,5 m, nên đơn vị tư vấn thiết kế đã thiết kế cầu hơn đường khoảng 1,2 m. Chủ đầu tư dự án đã nhiều lần làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang để xử lý. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết, mới đây chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất phương án xử lý bằng cách nâng đường Ngô Quyền lên cho cao bằng dốc cầu. Sau đó sẽ mở rộng nút giao Ngô Quyền Lạc Hồng mỗi bên 8 mét, đồng thời xây dựng các đảo hình tam giác để phân luồng, điều tiết giao thông. Sở dĩ việc lựa chọn phương án đấu nối cầu Lạc Hồng vào đường Ngô Quyền bị chậm do trước đây lãnh đạo tỉnh có ý định cưa mố, hạ độ cao của cầu xuống. Nhưng phía chủ đầu tư không đồng ý vì cho rằng làm như thế là coi như phải xây lại cầu mới. Đừng có làm cao quá, ảnh hưởng tới nhà dân thôi. Sợ những lúc như là trời mưa đồ tràn vô nhà này kia nọ vậy đó. Hoặc là nếu mà có chuyện gì thì nhà thầu có thể là hợp với dân lại. Cũng theo ông Dũng thì phía chủ đầu tư có hứa sẽ hoàn thành nút giao Lạc Hồng Ngô Quyền trong tháng 11. Trong khi đến giờ này, tại hiện trường mới chỉ có một chiếc máy đào và một xe lu xử lý mặt bằng sát chân dốc cầu.